Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Thứ tự kẻ trong văn tự sự trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 97. Đầu tiên, chúng ta đi vào phần 1 La Mã, tìm hiểu thứ tự kẻ trong văn tự sự. Trả lời câu hỏi số 1. Em hãy tóm tắt các sự việc trong chuyện Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng và cho biết các sự việc trong chuyện được kể theo thứ tự nào, kể theo thứ tự đó thì tạo nên hiệu quả nghệ thuật gì? Các em xem lại bài Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng trong tiết học hôm trước để có thể tóm tắt lại. Ở đây, cô gợi ý về các sự việc trong chuyện Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng. Đầu tiên là giới thiệu hai vợ chồng ông lão. Sau đó là đến chi tiết ông lão bắt được một con cá vàng. Cá vàng xin ông lão tha mạng và hứa sẽ đền đáp. Ông lão thả cá. Về nhà, ông lão kể cho vợ. Mụ nổi cáu và bắt ông đi tìm cá vàng, đòi máng lợn, nhà cao rộng, nhất phẩm phu nhân, nữ hoàng và cuối cùng là làm Long Vương. Đến kết chuyện thì mụ bị trừng phạt vì tội tham lam, bội bạc và trở lại với túp lều nát và cái máng lợn sứt. Ở đây chúng ta thấy các sự việc trong chuyện thì được kể theo trình tự thời gian tuyến tính đúng không nào? Thứ tự này tăng tiến theo những ham muốn tham lam của mụ vợ và đây cũng là đặc trưng chung của các chuyện kể dân gian. Hiệu quả nghệ thuật của việc kể đó là làm cho cốt truyện mạch lạc, sáng tỏ và dễ theo dõi các em ạ. Tiếp theo, đến với câu hỏi số 2. Các em đọc bài văn đã cho trong sách giáo khoa trang 97, 98 và trả lời câu hỏi. Thứ tự thực tế của các sự việc trong bài văn đã diễn ra như thế nào? Bài văn đã kể lại theo thứ tự nào? Kể theo thứ tự này có tác dụng nhấn mạnh đến điều gì? Thì ở đây, cô gợi ý, thứ tự thực tế của bài văn được kể ngược lại với thứ tự tự nhiên là đem kết quả của sự việc ra kể trước. Thằng Ngỗ bị chó cắn rách cả bắp chân. Hiện tại kể trước, sau đó mới kể về quá khứ của thằng Ngỗ. Đầu tiên là nêu lên hoàn cảnh, Ngỗ mồ côi cha mẹ, không có người rèn cặp, trở nên lêu lỏng, hư hỏng, bị mọi người xa lánh. Kể về những trò chơi ngỗ nghịch trước đó, là Ngỗ tìm cách trêu chọc, đánh lừa mọi người, làm họ mất lòng tin. Khi Ngỗ bị chó dại cắn thật, kêu cứu thì không ai đến cứu. Ngỗ bị chó cắn phải băng bó, tiêm thuốc trừ bệnh dại. Như vậy, các sự việc trong truyện không kể theo trình tự thời gian mà theo dòng cảm xúc, tâm trạng của nhân vật, kể theo ngôi thứ ba, trước hết là kể hiện tại, sau đó quá khứ và rồi lại quay về hiện tại. Kể theo thứ tự này thì làm cho câu chuyện trở nên phong phú và khách quan như thật các em ạ. Cách kể này đã làm nổi bật được ý nghĩa của một bài học đúng không nào? Như vậy, trong phần này chúng ta rút ra kết luận cần ghi nhớ như sau. Khi kể chuyện có thể kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự tự nhiên, việc gì xảy ra trước, việc gì xảy ra sau, kể sau cho đến hết. Nhưng để gây bất ngờ, gây chú ý hoặc để thể hiện tình cảm nhân vật, người ta có thể đem kết quả hoặc sự việc hiện tại kể ra trước, sau đó mới dùng cách kể bổ sung hoặc để nhân vật nhớ lại mà kể tiếp các sự việc đã xảy ra trước đó. Tiếp theo, đến với phần 2 La Mã, luyện tập. Trả lời câu hỏi số 1. Yêu cầu đọc câu chuyện đã cho trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Câu chuyện được kể theo thứ tự nào, chuyện kể theo ngôi nào và yếu tố hồi tưởng đóng vai trò như thế nào trong câu chuyện. Thì ở đây chúng ta thấy câu chuyện được kể theo thứ tự kể ngược, theo dòng hồi tưởng của nhân vật. Hiện tại kể trước là tôi và Liên là bạn thân cùng lớp, sau đó mới hồi tưởng về quá khứ là hồi Liên mới từ quê đến khu tập thể. Và chuyện thì được kể theo ngôi thứ nhất, người kể xưng là tôi đúng không nào? Yếu tố hồi tưởng ở đây thì có tác dụng minh chứng cho khởi đầu tình bạn gắn bó giữa Liên và tôi, làm cho câu chuyện trở nên chân thành, xúc động, đóng vai trò làm chất keo kết dính, sâu chuỗi các sự việc quá khứ, hiện tại thống nhất với nhau. Tiếp theo, đến với câu hỏi số 2. Cho đề văn, kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa. Em hãy tìm hiểu đề và lập dàn bài. Đối với câu hỏi này, các em lập dàn ý theo hai ngôi kẻ và hai cách kẻ đã học. Cách kẻ thứ nhất là theo trình tự thời gian, ngôi kẻ thứ ba là tác giả giấu mình đi. Còn cách kẻ thứ hai là đi xa, nhớ lại và kể, ngôi kẻ thứ nhất, tác giả xưng tôi. Trong bài thì các em phải làm rõ những nội dung như sau. Thứ nhất, lý do được đi chơi, đi đâu, đi với ai và thời gian chuyến đi. Tiếp đến là kể về những sự việc trong chuyến đi và những ấn tượng của em trong và sau chuyến đi. Cô gợi ý, các em có thể lập dàn bài như sau.
Dàn bài kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa, kể theo ngôi thứ nhất. Mở bài, giới thiệu qua về nơi em được đến. Em đi cùng ai? Đi trong bao lâu? Thân bài, đầu tiên là tâm trạng háo hức, vui sướng trong lần đầu được đi chơi xa. Tiếp đến, quan sát của em trên đường đi. Có phong cảnh, những nét đặc biệt, tâm trạng của em và thái độ của mọi người trên xe. Tiếp theo, em miêu tả những nét đẹp của cảnh vật và con người nơi em đến. Kể về những hoạt động nổi bật, thú vị tiếp theo. Chú ý, các em chọn kể nhiều dạng hoạt động khác nhau cho phong phú, nên sắp xếp thứ tự kể theo thời gian. Mỗi hoạt động kể trong một đoạn văn có kết hợp kể với miêu tả cảnh vật và hoạt động. Sau đó em có thể nêu ra là mình thích nhất điều gì trong những hoạt động đó. Ý tiếp theo trong phần thân bài là xúc cảm lúc chia tay, cảnh vật và tâm trạng, hoạt động trên đường về. Phần kết bài, nêu cảm nghĩ của em sau chuyến đi. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài, thứ tự kể trong văn tự sự, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 97. Các em cũng có thể lên trang lời giải 2.com để lắng nghe bài giảng của những bài khác. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại.